Xin chào quý vị khán giả. Đầu tiên, trước tình hình căng thẳng và dậy sóng mạng xã hội khi một lần nữa bà Phương Hằng lại tuyên bố quốc thầy Minh Tuệ không trượt phát nào, Nguyễn Sinh cũng đưa ra những nhận định cá nhân. Trong bài đăng, anh sử dụng nhiều biệt danh mà những ai theo dõi sát sao đều dễ dàng nhận ra những tên gọi đó ám chỉ những ai. Nội dung dòng trạng thái mới nhất của Nguyễn Sinh như sau. Nhiều người hỏi tôi là liệu chuyến này Bạch Cốt Tinh có ăn được thịt của Tam Tạng hay không? Thôi thì đằng nào cũng tới nhà rồi thì kéo ghế ngồi đi, tôi phân tích cho nghe. Cách đây vài tuần tôi cũng đã nói sơ sơ rồi, việc chị Hai tấn công ông Tuệ lại là chủ đích của người khác. Người từng gọi ông Tuệ là thằng ba trợn, người kích động để gây xung đột, mâu thuẫn tôn giáo cách đây vài tháng. Vì chỉ khi làm suy giảm uy tín của ông Tuệ, người đó mới cứu vớt được một tí uy tín của mình đối với hơn 200.000 tín đồ đang theo họ. Nhưng câu chuyện ở đây là ông Tuệ đã làm gì sai đối với chị Hai và người đó? Thật ra ông Tuệ chẳng làm gì cả. Cộng đồng mạng, các người nổi tiếng khác cũng tự bảo ban nhau rằng thôi cứ để ông ấy ẩn tu, mình người trần mắt thịt, không thể hiểu được cao nhân, vì càng đưa tin, càng làm ảnh hưởng ông ấy. Nhưng rõ là đợt này si phụ của anh Bảy và chị Hai quyết tâm không khoan nhượng, đòi đánh đòi quất đòi kiện ông Tuệ, bắt đầu tình hình an ninh trật tự trên mạng xã hội lại loạn nhịp một lần nữa. Có hai tình tiết mà mọi người nếu để ý sẽ thấy rất hài hước, rằng chị Hai anh Bảy là người quốc tịch nước ngoài, nhưng lại nói chuyện với bà con bằng đại từ nhân xưng toàn kêu là nhân dân. Tình tiết thứ hai là các nội dung gần đây chị Hai lên nói, thì đa phần đều xoay quanh các vấn đề chính trị. Không nói về quan chức thì chị chuyển qua nói về đại tá giám thị, hết nói về đại tá thì chị xoay qua tôn giáo, toàn nhức nhối, phức tạp, ô dề. Kiều bào nói chung và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng xưa giờ tôi chưa thấy trường hợp nào thế này cả. Phức tạp hè, nếu muốn được nghe phân tích sâu hơn thì mời bia nhé, còn chương trình nhiều chuyện hôm nay chỉ tới đây thôi. À mà thịt Tam Tạng tanh lắm, nhà cái châu Phi ra kèo Tam Tạng chấp Bạch Cốt Tinh trái rưỡi nhé. Nguyễn Sinh cho rằng, trong vài tháng trở lại đây, hiện tượng xung quanh thầy Minh Tuệ đã dần yên bình và lắng động hơn nhiều so với thời gian trước. Chính vì vậy, mọi người nên tôn trọng không gian và để thầy được an ổn tiếp tục ẩn tu. Thầy Minh Tuệ không làm điều gì sai trái, không hề gây hại hay động chạm đến ai. Mục đích duy nhất của thầy là được yên ổn trên con đường tu hành của mình. Tuy nhiên, những ồn ào gần đây lại tiếp tục đẩy tên tuổi của thầy Minh Tuệ vào tâm điểm của những tranh cãi không đáng có. Mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn về Đại Nam vào ngày 3 tháng 11, khi mà bà Phương Hằng đã hứa hẹn sẽ chia sẻ nhiều điều về thầy Minh Tuệ. Liệu bà sẽ đưa ra được những bằng chứng thuyết phục nào để minh chứng cho những tuyên bố gây tranh cãi của mình? Hãy cùng chờ đợi và theo dõi những diễn biến sắp tới để xem liệu những gì sẽ được tiết lộ có đủ sức thuyết phục hay không. Sự thật rồi sẽ rõ ràng hơn khi mọi lời nói đều đi kèm với bằng chứng xác thực. Tin tức tiếp theo chương trình muốn gửi đến quý vị là những lời khẳng định rõ ràng từ bà Phương Hằng về mối quan hệ của gia đình bà với chùa Giác Ngộ, nơi sư Thích Nhật Từ hiện đang là trụ trì. Thời gian qua, có không ít đồn đoán rằng chính vì mối quan hệ thân thiết giữa bà và sư Thích Nhật Từ, người được cho là không ủng hộ con đường tu hành của thầy Minh Tuệ, nên bà đã có những phát ngôn nhắm vào thầy Minh Tuệ. Tuy nhiên, bà Hằng khẳng định rằng bà đến chỗ chùa Giác Ngộ để giao lưu hai lần. Bà chỉ là khách mời, chỉ đến giao lưu, hoàn toàn không có mối quan hệ gì. Và cả Đại Nam cũng hoàn toàn không có đặt một thùng công đức nào cả. Bà Hằng chia sẻ rằng, có không ít người đã buông lời phỉ báng, cho rằng vợ chồng bà kinh doanh chùa chiền. Nhưng bà khẳng định, điều đó thật oan ức và vô lý, bởi cô chú rất sợ bị mang tiếng xấu và tuyệt đối không muốn gặp phải nghiệp báo. Để duy trì khu vực tâm linh này, vợ chồng bà đã tự lo liệu các chi phí từ nguồn thu nhập khác, không bao giờ nhận tiền từ ai, dù chỉ một xu. Thậm chí, ngay cả khi người ta mang đến chút quà như trái cây, cô chú cũng đắn đo nhận vì không muốn bất cứ ai phải tốn kém khi đến đền thờ Đại Nam. Bà Hằng cũng chia sẻ thêm rằng, lúc mới mở cửa, cô chú còn tổ chức mọi thứ chung một khu vực, nhưng sau này đã tách riêng không gian thờ tự, để bất cứ ai, dù có tiền hay không, đều có thể đến đây thắp hương. Với không gian thờ tự rộng lớn,
nơi này thờ đến 1.680 dòng họ từ khắp mọi miền tổ quốc. Điều đó thể hiện rõ lòng yêu nước và sự tôn kính của Chúa đối với người dân trên mảnh đất hình chữ S này. Những lời nói rằng cô chú giấu thùng tiền hay quyên góp từ đây hoàn toàn không đúng sự thật và thật phi lý. Thì cô có đến chỗ chùa Giác Ngộ để giao lưu 2 lần. Cô là khách mời, giao lưu thôi. Chứ còn mà mối quan hệ để mà không hề có nha. Mà cô chú là hoàn toàn không kinh doanh. Và mọi người thấy không? Cả mọi người vô đền cô không có để một cái bảng nào, mà một cái thùng nào để nhận tiền của quý khách hết. Cho nên nhiều người phỉ báng đó là cô chú kinh doanh chùa rồi nói tóm lại là rất là tội lỗi. Cái gì chứ riêng mấy chuyện này là cô chú rất là sợ nghiệp và rất là sợ tai tiếng, kiếm cái thu nhập khác để mà mình bù đắp cho cái chỗ này. Chứ tiền bạc là chứ khoát là không, chưa bao giờ nhận ai dù một xu. Thậm chí là trái cây người ta mang đến nhiều khi nhận có một cách là mình cũng cố gắng nhận, chứ không muốn ai tốn kém. Nhiều khi bước chân vô đền thờ Đại Nam, ngày xưa lúc mở cửa thì chú có chung hết, nhưng mà sau này chú tách cái khu vực này ra là để cho mọi người dù có tiền hay không có tiền gì cũng có thể đến Đại Nam để mà thắp hương. Đây là cái nơi thờ tự rất là lớn, thờ 1.680 dòng họ của tất cả mọi người trên miền đất nước. Vậy thì mới biết rằng 1.068 thì gì, mới biết chú yêu nước như thế nào, tôn thờ tất cả mọi người dân trong cả đất nước hình chữ F này. Còn nhiều người thì nói là cô chú kinh doanh rồi xây lên rồi giấu thùng tiền để mà quyên góp tiền, nói nó rất là phi lý. Bà Hằng cũng lên tiếng phủ nhận hoàn toàn tin đồn, cho rằng trước đây có lời đồn vợ chồng bà mua đất để xây chùa cho thầy Minh Tuệ. Bà khẳng định rằng từ nay cho đến hết cuộc đời, bà không có ý định xây chùa ở đâu và cũng không có bất kỳ sự liên hệ hay dự tính nào với ai trong việc này. Bà nhấn mạnh rằng vào một thời gian trước, có tin đồn cho rằng ông Dũng mua đất ở Kon Tum để xây dựng nơi tu tập cho thầy Minh Tuệ, nhưng đây chỉ là thông tin bịa đặt. Đất đai của gia đình vẫn chưa khai thác hết, thì tại sao lại phải đi lo làm gì thêm nữa? Từ đây đến suốt cuộc đời con cũng không có một ý tưởng xây chùa ở đâu hay là hùng hạp gì với ai hết nha. Họ có một thời gian là nói chú là mua đất ở Kon Tum gì đó để mà xây cái chỗ nào đó nước thầy Minh Tuệ, ông Minh Tuệ về đó, cũng là hoàn toàn là bị đặt hết nha. Đất có mấy trăm ngàn bỗng phát lên mấy triệu liền, đó xuống hướng. Tôi chú nó tội, chú nhà chú cũng bị nhiều cái là tội chú lắm. Cái của mình chưa khai thác hết nữa là sao mình đi làm cái gì nữa? Bất ngờ, bà Phương Hằng lật mặt đầy kịch tính khi nhắc đến thầy Minh Tuệ, khó tin đây là cùng một người phát ngôn. Xin chào quý vị khán giả. Thật khó tin khi cùng một người lại có thể thay đổi thái độ đến chóng mặt như vậy. Trước đây, bà Phương Hằng từng dùng những từ ngữ đầy tôn trọng khi nhắc đến sư Minh Tuệ, nhưng gần đây, bà đã bất ngờ quay ngoắt, dành cho vị sư những lời lẽ nặng nề và thậm chí phỉ báng. Mời quý vị cùng lắng nghe lại những lời bà Hằng dành cho thầy Minh Tuệ vào ngày 17 tháng 10 mới đây. Chỉ mới đây, vào ngày 17 tháng 10, bà Phương Hằng còn phát biểu đầy tôn trọng: nếu là một người nghèo, tôi đã rất tôn trọng, huống hồ đây lại là một người đi tu, và họ chẳng có động chạm gì đến tôi. Nước sông và nước giếng là hai thế giới khác nhau. Thầy Minh Tuệ có cách tu của thầy, còn tôi là người đời. Thầy ăn cơm bá tánh, mặc đồ Như Lai, tôi không có tư cách để xen vào hay bình luận gì về những việc của thầy. Những lời nói này không chỉ thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về vị trí và con đường của một người tu hành như thầy Minh Tuệ, mà còn cho thấy một sự khiêm nhường đáng trân trọng. Khi so sánh nước sông và nước giếng hai thế giới khác biệt, bà Phương Hằng như ngầm hiểu rõ rằng mỗi người có một hành trình riêng, không nên can thiệp hay phán xét lẫn nhau. Bà tự nhận mình là người đời, trong khi thầy Minh Tuệ chọn con đường của người tu hành cao cả, sống đơn sơ và bình dị. Mời quý vị cùng nghe lại. Là tôi đã đụng chạm với lại thầy Thích Minh Tuệ đúng không? Thì Nguyễn Phương Hằng tôi nói rõ, tôi vẫn bảo luôn quốc không trượt khác nào, và quan trọng là quốc ai. Quan trọng là quốc ai không trượt khác nào. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là tôi nói 50-50, có nghĩa là trong chúng ta có 50% theo ủng hộ thầy và 50% không ủng hộ thầy. Thì tôi, một khi tôi đã buông lời ra thì tôi phải có đầy đủ trách nhiệm
với lời nói của tôi. Bởi vì là những người đã yêu mến tôi thì mãi mãi sẽ không bao giờ thất vọng tôi. Và đồng thời thì tôi thấy mất cười lắm, là bởi vì mới nói có mấy câu thôi mà mọi người đã bị thao túng tâm lý rồi. Mình sống mình phải có chữ kiên và chữ nhẫn. Khi mà mình nghe người ta nói một nửa chừng á, thì tại sao mình cứ phải hồi hộp nhảy lung tung lên, chẳng khác nào là lại ông cứ ở bụi này. Nếu mà nói về một người nghèo thì tôi đã rất tôn trọng rồi, huống chi một người đi tu, và họ không có đụng chạm gì tôi hết. Nước sông và nước giếng là hai thế giới khác nhau. Thầy là một người cao cả đi tu theo cái kiểu của thầy, còn tôi là đi tu thì là thầy ăn cơm bá tánh, mặc đồ Như Lai, thậm chí là tất cả những gì thầy làm thì tôi không có tư cách để bàn vô, bởi vì tôi là người đời. Thứ hai nữa là tôi nói rất rõ ràng, tôi bảo luôn cái câu quốc không trượt tháng nào mà quốc như thế nào. 20 tháng 10 quý vị ta thấy tôi quốc như thế nào là, hoặc là không trượt tháng nào. Nhiều người khi nghe những lời phát biểu này cảm thấy nhẹ lòng và vui mừng, vì họ vừa yêu quý thầy Minh Tuệ, vừa ủng hộ bà Phương Hằng. Họ không còn phải đối mặt với lựa chọn khó khăn khi hai người mà họ ngưỡng mộ lại có thể giữ sự tôn trọng lẫn nhau, tránh tình cảnh đối nghịch. Tuy nhiên, mới đây bà Phương Hằng dường như trở thành một người hoàn toàn khác khi nhắc đến thầy Minh Tuệ. Không còn sự tôn trọng như trước, bà dùng những từ ngữ nặng nề và thiếu tôn trọng, gọi thầy là thằng và thậm chí là thằng bá dơ, cho rằng thầy là mối nguy hiểm đối với xã hội và đất nước. Bà Phương Hằng đưa ra lý do rằng tổ chức Việt Tân đang lợi dụng hình ảnh của thầy Minh Tuệ để thực hiện các hoạt động chống phá, thậm chí đã làm đơn kiện lên Liên Hợp Quốc với cáo buộc rằng Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo và đàn áp các tôn giáo. Việc hình ảnh của thầy Minh Tuệ bị lợi dụng bởi một số cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài không thể quy trách nhiệm cho thầy, và đây hoàn toàn không phải lỗi của thầy. Ngoài ra, có thể thấy, những người lợi dụng tên tuổi của thầy không nhất thiết đại diện cho lý tưởng tu tập của thầy. Thầy chưa bao giờ kêu gọi hay phát ngôn về bất kỳ chủ đề nào liên quan đến chính trị hay chống đối. Thực tế, nếu có bất cứ dấu hiệu nào về vi phạm pháp luật hay có liên kết với các tổ chức trái phép, chắc chắn thầy đã phải chịu sự can thiệp từ các cơ quan chức năng. Điều này không xảy ra, và thầy Minh Tuệ vẫn tiếp tục cuộc sống tu hành, đi khất thực đúng theo quy định pháp luật. Điều này chứng tỏ rằng không có cơ sở nào cho những cáo buộc về mối liên hệ giữa thầy và các thế lực bên ngoài. Ngoài ra, khi nhận thức rõ sức ảnh hưởng của mình đối với cộng đồng, thầy Minh Tuệ đã tự nguyện ẩn tu, không còn xuất hiện công khai để tránh sự chú ý. Sự lựa chọn này của thầy giúp mọi chuyện dần lắng xuống, cộng đồng cũng trở nên yên bình hơn. Tuy nhiên, tình hình chỉ bất ngờ xáo trộn trở lại khi bà Phương Hằng có những phát ngôn liên quan đến thầy. Thầy Minh Tuệ đã trở về gia đình và chọn con đường tu tập, sinh hoạt hoàn toàn trong không gian kín đáo của gia đình mình. Thầy đã làm tất cả để tránh sự chú ý và giữ vững tinh thần ẩn tu. Liệu thầy còn phải làm gì thêm nữa để bà hài lòng? Để thầy và những người kính mến thầy có thể sống bình an. Trong phần tiếp theo của video hôm nay, chương trình xin được trích dẫn một bài báo từ nguồn Công an Nhân dân với nội dung xuyên tạc việc khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng để bôi nhọ chính quyền. Bài báo nêu rõ về việc các thế lực phản động đã lợi dụng sự kiện bà Phương Hằng bị bắt để xuyên tạc, bóp méo bản chất vụ việc nhằm kích động và chống phá đảng, nhà nước. Điều này cho thấy rằng bà Phương Hằng, trong hoàn cảnh này, cũng trở thành nạn nhân của những trò chống phá ấy. Giống như trường hợp của thầy Minh Tuệ, bà Hằng bị biến thành công cụ để các tổ chức chống đối lợi dụng vào mục đích riêng. Đây là điều mà bất kỳ cá nhân nổi tiếng hay người có sức ảnh hưởng nào đều có thể phải đối mặt, trở thành mục tiêu trong các chiêu trò của các thế lực này. Lẽ ra bà Phương Hằng, với trải nghiệm của mình, nên cảm thông và chia sẻ với thầy Minh Tuệ khi cả hai đều vô tình trở thành nạn nhân của những thế lực lợi dụng và xuyên tạc. Tuy nhiên, thay vì đồng cảm, bà lại có những lời bóng gió ám chỉ rằng thầy Minh Tuệ cũng thuộc về những tổ chức phản động đó. Nội dung bài báo như sau. Ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trú tại 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó,
các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng để xuyên tạc, hướng lái bản chất dụ diệt, kích động chống phá đảng, nhà nước. Một số tổ chức, hội nhóm phản động như Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, các hãng truyền thông hải ngoại vốn thiếu thiện chí với Việt Nam như RFA, RFI, Doa đã đưa ra nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung xuyên tạc, sai trái. Điển hình trên mạng Facebook của Việt Tân vu cáo, công an sử dụng điều 331 để khởi tố bà Hằng là sai trái, rồi suy diễn thành việc doanh nhân đối đầu với thế lực chính trị như việc trứng chọi đá. Bài viết đưa ra luận điệu hết sức lố bịch rằng, ở Việt Nam này luật pháp không tồn tại, quyền tự do dân chủ bị bóp nghẹt. Việt Tân vẫn lập lại thói quen xấu, diễn trò lố khó bỏ khi đưa ra cái gọi là khảo sát quan điểm độc giả về việc công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Ở một bài khác, trang này dẫn một bài viết xuyên tạc rằng những điều luật phục vụ thủ đoạn của chính quyền cộng sản, cho rằng việc khởi tố bà Hằng theo điều luật trên là áp đặt một cách tùy tiện. Còn RFA thì tìm cách phỏng vấn một số cá nhân với cái tên nghe rất mỹ miều như nhà dân chủ, nhà phản biện, luật sư nhân quyền. Nhưng kỳ thực là số đối tượng phản động, chối bỏ quê hương, phản bội tổ quốc, sống lưu vong ở nước ngoài. Được hỏi ý kiến, số này cho rằng việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng theo điều 331 là không hợp lý, từ đó ra sức miệt thị nhà nước, chính quyền. Những hành vi trên của một số tổ chức, cá nhân thù địch, phản động không nằm ngoài các hoạt động chống phá Việt Nam, các đối tượng dính vào việc cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng để hạ bệ, bôi nhọ hệ thống pháp luật Việt Nam, đã phá, phỉ báng chính quyền các cấp, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền, tiến tới quy kết, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước. Nguy hại hơn, các thế lực thù địch, phản động còn cổ suý, xúi dục, thậm chí ca ngợi, tán dương các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để bôi nhọ, lăng mạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân, gây tổn hại đến truyền thống văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, làm giảm vị thế, uy tín cũng như hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Cũng như các quốc gia trên thế giới, đối với Việt Nam, một mặt, pháp luật bảo đảm cho sự phát triển tự do của nhân dân. Mặt khác, pháp luật xây dựng và duy trì xã hội trật tự, ổn định, không để các hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm phạm quyền, lợi ích cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, nhà nước bảo đảm quyền tự do dân chủ cho công dân nhưng nghiêm cấm lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, của nhân dân. Điều 15, Hiến pháp 2013 quy định, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân, mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác, công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Theo đó, Điều 331, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sau. 1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Điều 331, Bộ Luật Hình sự là sự cụ thể hóa hiến pháp, thể theo nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, giúp điều chỉnh, ngăn chặn, có chế tài đối với các hành vi vi phạm, lệch chuẩn trong các quan hệ xã hội, ngăn ngừa những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trở lại vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng, theo điều tra ban đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định,
từ tháng 3 năm 2021 cho đến trước khi bị bắt tạm giam. Bà Nguyễn Phương Hằng đã thông qua nhiều tài khoản YouTube, Facebook, TikTok, phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân, gây bất bình dư luận. Hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng vừa xâm phạm danh dự, uy tín của các công dân, vừa ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa dân tộc, gây bất bình trong dư luận. Trước những hành vi trên, từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 24 tháng 3 năm 2022, cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời làm việc 4 lần đối với bà Nguyễn Phương Hằng để cảnh báo, nhắc nhở, khuyến cáo, răn đe và yêu cầu bà Hằng chấm dứt việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng cố ý né tránh, không chấp hành. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Hằng đã quản lý, sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội để trực tiếp livestream với nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều người. Dù nhiều lần được cơ quan chức năng nhắc nhở nhưng bà Hằng vẫn cố ý né tránh không chấp hành mà tiếp tục các hành vi trên. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức các hoạt động tụ tập đông người tại thành phố Hồ Chí Minh và tại một số tỉnh, thành khác gây phức tạp về an ninh trật tự, bức xúc dư luận địa phương. Trước đó, ngày 8 tháng 4 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Cùng với đó, từ năm 2021 đến nay, Cơ quan Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, gồm nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan, ca sĩ Vi Oanh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh. Các cá nhân trên tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việc cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự để điều tra, làm rõ hành vi phạm pháp là tuân thủ theo quy định của pháp luật. Không có chuyện chính quyền các cấp bóp nghẹt quyền tự do dân chủ như luận điệu của các thế lực xấu. Hiện nay, việc mỗi người thiết lập và sử dụng các tài khoản mạng xã hội là xu thế tất yếu. Pháp luật luôn bảo vệ việc biểu đạt tư tưởng, ý chí, nguyện vọng của bản thân trên tinh thần xây dựng, thượng tôn pháp luật, theo đúng chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc. Đảm bảo điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhưng ngược lại, những tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội với mục đích xấu, động cơ không trong sáng, lấy cớ quyền tự do dân chủ của mình mà lại xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân khác hay xâm phạm đến tổ chức, xâm phạm đến nhà nước thì đều phải chịu các chế tài tương ứng. Mặt khác, mạng xã hội cũng là nơi các thế lực thù địch, phản cách mạng, phần tử cơ hội chính trị sử dụng để thực hiện những thủ đoạn xấu nhằm chống phá đảng, nhà nước, do đó cần sự tỉnh táo để không bị lôi kéo, kích động. Có biến, người phụ nữ là đến gây rối, đã bị công an giữ lại. Sáng ngày 2 tháng 11 thầy Minh Tuệ không đi khất thực. Kính chào quý vị khán giả. Từ lúc trời còn mờ sương ngày 2 tháng 11, chỉ một ngày sau khi thầy Minh Tuệ trở về Gia Lai, dòng người đã đổ về khu vực công ty Thiên Định Tuệ. Đã là giữa đêm, vậy mà bà con từ khắp nơi đã không ngại đường xa, thức dậy từ 2 đến 3 giờ sáng, chờ đợi cơ hội được diện kiến và đảnh lễ thầy Minh Tuệ. Đến khi trời sáng hẳn, số lượng người tập trung đã đông đến mức hiếm thấy. Tuy nhiên, trong niềm hân hoan ấy, một biến cố bất ngờ đã xảy ra, mang lại không ít lo lắng và xáo trộn cho tất cả những ai có mặt. Khi thầy Minh Tuệ vừa bước ra, một người phụ nữ lạ mặt bất ngờ xuất hiện, nằm ăn dạ và lớn tiếng la lối và khóc lóc ngay trước cổng công ty, tạo nên sự náo động không mong muốn. Thầy nhận thấy tình hình bất ổn nên quyết định quay trở vào bên trong. Ngay lập tức, lực lượng công an có mặt tại hiện trường đã kịp thời giữ bà ta lại và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, giúp ổn định lại trật tự.
Tuy nhiên bà con vẫn lỡ cơ hội được gặp mặt thầy. Lắm giờ đã ngồi ngoài đường luôn nè. Bà con thông cảm về. Vâng. Cho em ơi. Tội cho đất người ở xa rồi đất. Bà con ơi. Thầy không đi nha. Ở đây có là trước đây. Thầy thông cảm mà bà con biết. Mỏi tay lắm rồi. Thầy không đi vô đó là mỏi tay. Bà con thông cảm về. Xúc đen. Tội cho những người xúc đen thế. Sáng nay thầy không đi tiếp tục mọi người ơi. Thầy không đi cái này. Không báo với bà con. Sáng nay thầy không đi. Chúng ta vào trong đó cũng đông không làm được gì ơi. Ở đây có em. Thầy không đi tiếp tục mọi người. Thầy không đi được. Mới hôm nay mà làm được. Bất ngờ có người phụ nữ quậy trước cổng công ty Thiên Định Tuệ. Đã được các chiến sĩ an ninh trật tự giữ ở đây. Mời mọi người cùng xem nha. Nghe nói là có người phụ nữ em mọi người. Rồi, nói chung là không nên tập ấy nha mọi người. Không nên làm những cái nó không hay nha mọi người. Đấy. Đúng không chứ? Lúc này là có các cô nghe nói là có người phụ nữ ở trên này à? Phụ nữ ấy này đúng rồi, thôn này đang ở đây. Để mấy cô lên mấy cô. Cô là phụ nữ thôn này, mấy cô. Có người làm ăn vạ trên này à? Thật đáng bức xúc khi chỉ vì một hành động thiếu ý thức của một cá nhân mà cả không gian trang nghiêm của buổi gặp gỡ đã bị ảnh hưởng. Hàng trăm Phật tử, với lòng thành kính và ý thức cao, đã đến từ rất sớm, kiên nhẫn đứng chờ thầy Minh Tuệ trong làn sương mù lạnh buổi sáng. Sự xuất hiện của người phụ nữ lạ mặt, với hành vi gây rối công khai, không chỉ khiến mọi người thất vọng mà còn có nguy cơ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thầy. Không thể loại trừ khả năng rằng đây là một kẻ xấu đã cố tình trà trộn vào, cố ý làm mất uy tín của thầy Minh Tuệ và phá vỡ không khí yên bình trật tự của buổi lễ. Thật đáng suy ngẫm khi sự cố này lại xảy ra ngay sau khi bà Phương Hằng có những phát ngôn nặng nề, thậm chí xúc phạm đến thầy Minh Tuệ. Sự trùng hợp này khiến không ít người đặt câu hỏi liệu có ý đồ nào đứng sau để làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thầy Minh Tuệ hay không. Đồng thời cũng nhắc nhở mọi người phải giữ lòng bình tĩnh, tỉnh táo và sáng suốt trước những tình huống như thế này. Trước tình hình bà con quy tụ về quá đông đúc, hãy bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Khi nào thời điểm và không gian thích hợp hơn, lúc ấy quý vị đến thăm thầy cũng chưa muộn. Ngoài ra, chúng ta có thể hướng tâm kính lễ ngay tại nhà, giữ giới và hành trì theo hạnh của thầy. Đây cũng là cách để tiếp nối con đường tu tập của thầy và tích lũy phước báo từ sự tự nguyện, kính thành của mình. Thưa quý Phật tử, hiện tại là thời điểm nhạy cảm khi có những lời vu khống thầy Minh Tuệ là thế lực chống phá đất nước. Những buổi tập trung đông người, nhất là tại nơi thầy xuất hiện, rất dễ trở thành mục tiêu cho các đối tượng xấu lợi dụng, trà trộn và kích động, gây mất trật tự, từ đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thầy và cộng đồng Phật tử. Do đó, xin quý vị hãy giữ sự bình tĩnh, tránh tụ tập đông đúc nếu không thật sự cần thiết. Chúng ta có thể giữ giới, lễ bái tại gia với lòng kính thành và tôn trọng dành cho thầy. Đây không chỉ là một hành động thiết thực giúp tránh rủi ro mà còn thể hiện sự ủng hộ cho thầy một cách sâu sắc và bền vững. Hành trì theo lời dạy của thầy, gìn giữ trật tự và an lành cũng là cách chúng ta bảo vệ thầy, bảo vệ chính bản thân và cộng đồng Phật tử. Tiếp theo đây, xin gửi đến quý vị video đặc biệt ghi lại cận cảnh không gian tu tập của thầy Minh Tuệ. Trong thời gian thầy lưu lại Gia Lai, anh Tuấn đã tận tâm sắp xếp để bà con Phật tử có cơ hội vào gặp thầy, nhưng với sự sắp xếp chu đáo và có tổ chức. Theo quy trình, bà con sẽ được anh Tuấn hướng dẫn vào thăm thầy theo từng tốp nhỏ, mỗi nhóm đều phải đăng ký và được sự chấp thuận trước đó. Khi vào, mỗi nhóm sẽ có khoảng vài phút quý báu để diện kiến thầy, trò chuyện và lắng nghe những lời khuyên bảo chân thành từ thầy, giúp mọi người tinh tấn hơn trên con đường tu học. Sau buổi gặp gỡ, các Phật tử sẽ lần lượt rời đi để nhường lại cơ hội cho nhóm tiếp theo. Hy vọng rằng, dù chỉ vài phút ngắn ngủi,
quý vị sẽ nhận được nhiều cảm hứng và động lực để tiếp tục duy trì sự tinh tấn trong cuộc sống hàng ngày. Ông Lê Văn Tòa phân tích đoạn ghi âm bà Phương Hằng lụy tình ông Võ Hoàng Yên, nhận diện người phụ nữ bị bà Phương Hằng tố cáo là thành viên Việt Tân. Xin chào quý vị khán giả. Mới đây, ông Lê Văn Tòa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lại đăng tải thêm một video, trong đó có nhiều quan điểm và lập luận bảo vệ bà Phương Hằng. Theo cá nhân, ông nghĩ rằng người phụ nữ bị bà tố là thành viên Việt Tân không phải là câu chuyện được dàn dựng từ phía bà Hằng. Đầu tiên, ông nhắc lại bài phân tích về đoạn băng ghi âm giữa ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng cách đây vài năm. Trong đoạn ghi âm đó, nội dung bà Hằng đã bày tỏ tình cảm với ông Yên. Theo ông, nội dung đoạn ghi âm giữa bà Hằng và ông Yên dường như khắc họa cảnh bà Hằng khóc lóc, bày tỏ tình cảm tha thiết, trong khi ông Yên lại tỏ ra lạnh lùng, xa cách. Nhiều người cho rằng đây là lụy tình, nhưng ông Tòa không hoàn toàn đồng ý với nhận định này. Theo ông, đoạn băng không làm rõ liệu đó là tình cảm mãnh liệt hay chỉ là sự bối rối trong một trạng thái tinh thần khó lý giải, vì chính đoạn ghi âm cũng có nhiều điểm bất thường. Đoạn băng không có phần đầu, không có phần cuối, có dấu hiệu cắt ghép, làm cho nội dung khó có thể xác định thực sự là gì. Thêm vào đó, về kỹ thuật âm thanh, ông lưu ý rằng giọng ông Yên rất rõ ràng, trong khi giọng bà Hằng lại bị nhiều tạp âm, nghe không rõ ràng. Nếu đoạn băng ghi âm được thực hiện trực tiếp trong cuộc gặp giữa hai người thì âm thanh phải tương đồng, không có tạp âm. Tuy nhiên, nếu đoạn băng được thu qua điện thoại, dù có chênh lệch âm lượng giữa hai giọng nói, nhưng sự chênh lệch cũng không đến mức gây khó nghe như đoạn băng đã được công bố. Công nghệ hiện đại cho phép làm giả âm thanh một cách tinh vi và dễ dàng, thậm chí còn có thể chỉnh sửa hình ảnh và âm thanh sao cho giống thật. Do đó, trong các vụ án hình sự, băng ghi âm chỉ có giá trị pháp lý khi được tòa án thẩm định và công nhận, vì một đoạn băng chưa qua xác minh thì chưa thể được coi là chứng cứ pháp lý. Ông Tòa dẫn chứng thêm bằng một câu ngạn ngữ, một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Điều này có nghĩa là, nếu chỉ cung cấp một nửa thông tin đúng và bổ sung thêm phần hư cấu hay thiếu chính xác, thì sự thật sẽ bị bóp méo, không còn nguyên dạng. Việc trình bày không đầy đủ dễ khiến người nghe hiểu sai lệch. Ông coi đó là một chiêu trò khá phổ biến trong những trường hợp hãm hại lẫn nhau, và các thế lực thù địch từ lâu đã dùng thủ đoạn này để chống phá đảng và nhà nước. Vì vậy, theo ông, những đoạn băng ghi âm chưa hoàn chỉnh, được tung lên mạng một cách rời rạc, không thể coi là sự thật. Thêm vào đó, trạng thái tâm lý của người nói lúc ghi âm cũng là yếu tố quan trọng, liệu họ có đang bình tĩnh hay bị tác động bởi cảm xúc tức thời. Ông đưa ra một ví dụ để làm rõ quan điểm của mình. Một người chồng trong cơn tức giận, vợ có thể bày tỏ tình cảm với người khác, nhưng hành động ấy chưa hẳn đã là tình cảm thật. Những lời nói ấy chỉ là phản ứng tức thời, không xuất phát từ trái tim. Tiếp theo, ông đặt câu hỏi quan trọng, ai là người đã ghi âm lại cuộc trò chuyện này và ai là người giữ cuốn băng? Theo ông, nếu giọng nói của người đàn ông trong đoạn ghi âm thực sự là của ông Võ Hoàng Yên, thì người ghi âm và giữ cuốn băng không thể là ai khác ngoài chính ông Yên, trừ khi ông đã yêu cầu ai đó làm việc này. Còn bà Hằng thì rõ ràng không phải là người ghi âm hay giữ cuốn băng đó. Ông Tòa thắc mắc, vì sao ông Yên lại ghi âm cuộc trò chuyện khi mà mối quan hệ giữa hai người lúc ấy vẫn còn nồng ấm? Đây chính là dấu hiệu cho thấy ông Yên đã có dụng ý và có sự chuẩn bị trước. Ông Tòa nhận định, việc ghi âm này không phải vô tình, mà là để phục vụ cho một toan tính cụ thể mà ông Yên đã dự đoán trước. Thực tế, sau khi bị bà Hằng tố cáo, đoạn ghi âm bị cắt ghép và tung lên mạng đã khiến dư luận hiểu lầm rằng bà Hằng tố giác ông Yên vì động cơ tình cảm. Đó là những phân tích đoạn ghi âm lụy tình của bà Hằng với ông Yên từ ông Tòa mà chương trình trích dẫn lại đến quý vị. Tiếp theo, ông đặt những nghi vấn liên quan đến người phụ nữ mà bà Hằng cho là thành viên Việt Tân. Ông Tòa cho biết, ông không khẳng định người phụ nữ này có phải là thành viên của tổ chức Việt Tân hay không, vì xác minh thông tin này là trách nhiệm của cơ quan công an. Tuy nhiên, ông nhận định các hành động và biểu hiện của người phụ nữ này gây nghi ngờ, và ông cảm thấy có dấu hiệu đáng ngờ dựa trên các hành vi cụ thể của người này khi ở bên cạnh bà Hằng. Ông Tòa mô tả chi tiết các hành động của người phụ nữ này,
cho rằng chúng có vẻ như được dàn dựng. Đầu tiên, bà đã đưa điện thoại của mình cho người khác để nhờ chụp hình và quay phim ngay khi ngồi cạnh bà Hằng. Sau đó, bà nhanh chóng chuyển đổi trạng thái cảm xúc từ bình thường sang cúi gục mặt xuống bàn và khóc, một hành động mà ông Tòa cho là không tự nhiên. Ông lưu ý rằng các biểu hiện này có thể là để tạo ra hình ảnh nhằm phục vụ mục đích khác. Nếu người phụ nữ này thực hiện các hành động theo lệnh của tổ chức diệt tân, thì mục tiêu chính là để tạo bằng chứng qua hình ảnh, chứng minh rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Những hình ảnh này có thể sẽ được sử dụng để tuyên truyền chống phá chính quyền và chứng minh cho kiều bào ở nước ngoài rằng Diệt Tân đang hoạt động tại Việt Nam. Từ đó kêu gọi đóng góp tài chính cho các hoạt động của tổ chức. Ông đánh giá cao cách bà Hằng đã xử lý sự việc. Bà đã thực hiện việc tố giác hành vi đáng ngờ của người phụ nữ ngay lập tức và công khai hành động này trước công chúng để tăng tính minh bạch. Theo ông, cách xử lý này giúp bà Hằng đảm bảo rằng mình không vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ bản thân và cộng đồng trước những nguy cơ an ninh chính trị. Ông Tòa nhắc đến một số tin đồn từ các kênh YouTube về người phụ nữ tên Trần Thị Đời, quê ở Hậu Giang. Có thông tin rằng bà nói với gia đình là sẵn sàng đi tù ở Sài Gòn vì ở tù ở Sài Gòn còn sướng hơn ở quê. Ông Tòa cảnh báo rằng nếu câu nói này là thật, nó có thể dễ dàng bị lợi dụng bởi các tổ chức phản động vì nó phản ánh quan điểm xuyên tạc cho rằng chính quyền độc tài làm khổ dân. Ông cũng lưu ý rằng các tổ chức phản động thường lợi dụng các phát ngôn kiểu này để châm ngòi cho việc chỉ trích chính quyền. Việc xác minh danh tính và động cơ thực sự của người phụ nữ này thuộc về cơ quan công an, không phải là trách nhiệm của cá nhân ông hay diễn đàn. Mặc dù ông cảm thấy có dấu hiệu tương đồng giữa hành vi của người phụ nữ này với cách thức hoạt động của các tổ chức phản động, nhưng chỉ cơ quan chức năng mới có thẩm quyền khẳng định tính chính xác của thông tin. Để rõ hơn lời phân tích của ông, mời quý vị cùng lắng nghe đoạn chia sẻ mới nhất của ông Tòa. Kính thưa quý vị, có một số quý vị hỏi tôi rằng là có biết cái đoạn đăng ghi âm giữa ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng hay không đó. Và có đề nghị là tôi bày tỏ quan điểm của mình đối với đoạn đăng ghi âm như thế. Thì tôi xin trả lời là tôi đã nghe cái đoạn đăng ghi âm đó ở trên mạng. Và tôi cũng đã phân tích cái đoạn đăng này trong cái chương trình được đăng tải cách đây hơn 2 năm. Vì vậy cho nên tôi đề nghị quý vị hãy vào YouTube gõ cái dòng chữ "không phải là sự thật đoạn băng ghi âm Nguyễn Phương Hằng và Hoàng Yên" để quý vị tham khảo thêm. Trên diễn đàn thì không nhắc lại các câu chuyện này nữa, bởi vì là cái câu chuyện này thì diễn đàn cũng đã phân tích kỹ rồi 2 năm trước rồi, thưa quý vị, mong quý vị thông cảm. Thế hôm nay thì tôi sẽ trả lời một số câu hỏi của quý vị, mà trong đó mang đến một nội dung thôi, đó là cà khịa của quý vị về cái chuyện cái người phụ nữ mà bà Hằng nói là do việc tăng cử đến đó. Và trong cái chương trình hôm trước thì tôi có nói rằng tôi tin bà Hằng, chứ không phải là đó là một cái câu chuyện dàn dựng. Trước hết thì tôi xin một lần nữa nói rằng đó, là tôi không có khẳng định cái người phụ nữ này có phải là Việt Tân hay không. Không khẳng định. Bởi vì cái việc khẳng định này chỉ có ở cơ quan công an sau khi là họ hoàn tất điều tra. Còn diễn đàn 2016 thì chỉ cũng dựa vào các cái biểu hiện hay là các cái cử chỉ mà diễn đàn có nghi vấn để nhận diện ra mà thôi. Thế các cái biểu hiện nghi vấn đó là gì? Cái thứ nhất đó là khi mà người phụ nữ này đó được vào ngồi sát với bà Hằng, thì quý vị để ý thấy cái việc đầu tiên đó là cái người phụ nữ này đưa cái điện thoại cho một cái người nào đó đứng ở phía đối diện nhờ chụp hình quay phim. Cái thứ hai, thưa quý vị, thứ hai là sau khi mà đưa cái điện thoại cho người khác nhờ chụp hình quay phim rồi đó, thì cái người phụ nữ này nói vài ba câu gì đó với bà Hằng, rồi bất ngờ rất nhanh chóng thôi, cái người phụ nữ này là gục mặt xuống bàn khóc rất nhanh, chuyển đổi trạng thái rất nhanh, thưa quý vị, đang là bình thường sau đó được gục mặt xuống bàn khóc. Thế vậy cho nên là bà Hằng có cử chỉ là thân thiện vỗ về an ủi lau nước mắt gì đó. Tôi chỉ đang nghĩ thực chất đây là cái đoạn mà cái người phụ nữ này họ diễn thôi, người phụ nữ này diễn để làm gì, để quay phim để chụp hình, chứ không ai mà khóc nhanh đến thế. Mới thấy rất bình thường đó, đúng không ạ? Mà chỉ vài câu nói thôi là chỉ tích tắc là gục mặt xuống bàn khóc. Mà thấy cái đầu rung lên thì thưa quý vị, giống như tích tử hết. Chỉ có diễn thì mới làm được cái thế. Thậm chí là diễn tập đi tập lại rất nhiều lần thì mới đạt được như thế. Cái
cái thứ ba đó là sau khi mà khóc xong đó và được bà Hằng an ủi vỗ về đó, thì cái người phụ nữ này mới ngước mặt nhìn lên về phía bà Hằng tiếp tục nói cái gì đó mà mình nghe không rõ, thưa quý vị, không rõ, bởi vì không rõ cho nên cũng không dám chắc là như vậy. Rồi bà Hằng lắc lắc đầu, lắc tay, khoa tay, rồi bà nói là gì, nói không, không, không đâu bằng quê hương mình, quê hương đất nước mình. Rồi cái người phụ nữ này tiếp tục nói cái gì đó với bà Hằng, và bà Hằng khuyên thì đừng nên như thế, đừng nên như thế. Bằng rồi cái người phụ nữ này mới gật đầu đứng lên đi, rồi để sau đó đứng lên đi và được bảo vệ của công ty Đại Nam đưa ra ngoài. À, nếu mà quý vị mà đã xem clip này rồi á, clip mà có những hình ảnh như thế thì chắc quý vị là cũng thể hình dung. Còn nếu quý vị nào mà chưa xem thì quý vị có thể là đến các cái kênh YouTube khác để mà xem. Chứ còn diễn ra thì thưa quý vị không đưa lên trên này. Thế cái cuộc gặp này thì diễn ra cũng khá là chóng mắt nhanh thôi, thưa quý vị. Từ những cái hành vi nói trên á, thì diễn đàn cảm thấy rằng nó hoàn toàn giống với là cái cách thức hoạt động mà các cái tội nhân bị kết án tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó thì thường khai tại các cái phiên tòa, hay là trong cái bản cáo trạng người ta cũng ghi rõ như vậy. Như vậy thì cái cách thức đó là gì, chúng ta có thể hình dung như thế này, đó là khi mà thực hiện lệnh của tổ chức phản động đó thì phải ghi lại hình ảnh để làm gì, để gửi cho cái tổ chức phản động đó, gửi để làm gì, để chứng minh là mình đã thực hiện cái việc được giao, để tổ chức tình cộng đó lấy cái hình ảnh đó mà tuyên truyền chống phá đảng nhà nước. Vậy gì đó, để các cái tổ chức chống cộng đó chứng minh cho kiều bào thấy rằng chúng đã xây dựng cơ sở ở Việt Nam, chứng minh cho kiều bào thì để làm gì, để thu tiền, để góp tiền. Thưa quý vị, một việc làm mà đạt được nhiều cái đích, chắc quý vị cũng đã từng nghe cái chuyện dân oan nghe, đúng không ạ? À? Những người mà trong cái gọi là dân oan này thì thường là tập trung ở cơ quan công quyền, địa phương cũng có, rồi trung ương cũng có. Họ mang theo một cái tấm bản ghi vài cái dòng chữ biểu lộ cái sự là chống đối chính quyền, hay là cái dòng chữ dân oan, rồi là cứ như là chụp cái hình là xong, chụp cái hình gửi qua cho các cái tổ chức thành công đó là xong. Nên thưa quý vị, như vậy là từng hành vi của người phụ nữ trong cái câu chuyện này đó thì nó cũng giống như thế, tôi thấy nó cũng đang nói như thế. Đầu tiên là cứ phải nhờ cái người chụp hình cái đó, rồi sau đó nói vài ba câu rồi gục đầu xuống bàn, tiếp theo là bà Hằng có cái cử chỉ thân thiện, rồi cái người phụ nữ này ngước lên nói gì đó với bà Hằng, thế là đủ hình ảnh rồi đó, thưa quý vị, đủ hình ảnh cho cái sự xuyên tạc. Nếu người phụ nữ này làm theo yêu cầu của Việt Tân đó, thì thưa quý vị, chúng chỉ cần có những cái hình ảnh, còn cái nội dung xuyên tạc đó, thì sau đó là cái phần hậu kỳ, cái tổ chức trong cộng đó người ta sẽ lo cho cái người mà chúng cử đến thì không phải lo cái chuyện đó. Khi mà chúng dàn dựng kể cả hình ảnh và nội dung để mà đưa lên trên các cái nền tảng mạng xã hội đó để mà xuyên tạc thì tất nhiên là gì ạ? Tất nhiên cái khuôn mặt của cái người phụ nữ này sẽ được làm mờ đi để không ai nhận diện ra. Không ai nhận diện ra. Tôi không rõ lắm người phụ nữ đó đã nói cái gì, thật sự là không nghe rõ. Nhưng mà tôi tin bà Hằng thì không thể dàn dựng, vì đây là cái việc không thể đùa được đâu ạ. Tầm cỡ của một CEO thì bà ấy phải biết rằng đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, vấn đề an ninh, chính trị, chứ không phải là cái câu chuyện khẩu chiến hay là công kích nhau trong những cái vấn đề xã hội khác. Thưa rằng đó, nếu đúng người phụ nữ đó, xin quý vị lưu ý, tôi dùng chữ nếu nha, nếu đúng người phụ nữ đó là do cái bọn khủng bố Việt Tân hay bất cứ là tổ chức phản động nào cử đến mà bà Hằng không tố giác hoặc không thực hiện cái tin báo tội phạm một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, thì chắc chắn bà Hằng sẽ vi phạm pháp luật. Vì Bộ Công an đã thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi, công khai từ năm 2021, là có ba cái tổ chức khủng bố đó là tổ chức của Việt Tân này, tổ chức của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời này, và cái nhóm Triều Đại Việt. Bà Hằng mà không thực hiện tin báo là tố giác, thì khi mà những cái hình ảnh do cái người phụ nữ này chụp lại khi ngồi chung với bà Hằng đó mà được bọn phản động nó tung lên mạng với cái dòng chữ là gì, nữ CEO Nguyễn Phương Hằng đã ủng hộ VT, ủng hộ TDV, ủng hộ DMQ,
Tức là tôi muốn nói đến các tổ chức phản động này, tôi thì bà Hằng phải giải thích làm sao với cơ quan chức năng. Thưa quý vị, được vả thì má đã sưng, giải thích mà để cho các cơ quan chức năng hiểu thì thưa quý vị là cũng phải tốn một thời gian. Nhưng mà sau đó thì sao ạ? Sau đó thì cũng phải chịu cái sự giám sát. Vì vậy bà Hằng vừa tố giác cho cơ quan chức năng, vừa thực hiện tin báo tội phạm trước đám đông để mọi người cảnh giác. Tôi cho rằng đây là một cái việc mà bà Hằng xử lý hết sức là khôn ngoan, đúng pháp luật, không trái với pháp luật. Gần đây thì trên các cái kênh YouTube có loan tin rằng cái người phụ nữ này tên là Trần Thị Đê. Ở đây xin phép quý vị là tôi không có nói rõ tên, được quê ở Hậu Giang. Bà này có nói với gia đình rằng đó, bà đi lên để bà hỏi bà Hằng. Bà Hằng chết thì bà ấy chết, bà ấy sẵn sàng ở đi ở tù, vì đi ở tù ở Sài Gòn sướng hơn ở quê. Đi ở tù ở Sài Gòn thì sướng hơn ở quê, còn sướng hơn là coi như là sống ở quê, thưa quý vị, sống ở quê. Về cái độ chính xác của câu nói này thì diễn đàn không biết nó như thế nào, cũng chỉ là coi như là nghe một số anh em YouTuber nói ở trên kênh của họ. Nhưng mà nếu như cái nội dung này là có thật thì tôi xin thưa với quý vị rằng, đặc biệt là cái câu lên Sài Gòn, ở tù ở Sài Gòn thì cũng sướng hơn cuộc sống ở quê đó, thì cái nội dung nó mang cái màu sắc phản động. Là vì sao? Là vì các cái tổ chức phản động đó, liên tục xuyên tạc rằng cộng sản độc đảng này, độc tài này, làm cho đất nước kiệt quệ này, đời sống người dân khốn khổ này, rồi họ so sánh ta với lại các nước khác. Cái chiêu bài này, cái thủ đoạn này, cái sự xuyên tạc này thì nó không có cái gì mới cả, nó lâu rồi. Tôi cũng đã viết rất nhiều bài để phản bác cái luận điệu xuyên tạc này rồi. Các cái tổ chức phản động cũng chỉ cần nói thế thôi, có người nói thế thôi thì như thưa quý vị cũng là đủ để mà xuyên tạc, đủ để chê bài, đủ để chửi rủa rồi ạ. Ở đây thì thưa quý vị, tôi xin nhắc lại là tôi không khẳng định người phụ nữ này có phải là Việt Tân hay không, vì đó là trách nhiệm của cơ quan chức năng chứ không phải là của diễn đàn 26. Nhưng từ những gì mà tôi phân tích ở trên á, thì tôi cảm nhận rằng những hành động đó, những cử chỉ đó của người phụ nữ này nó rất giống với cách thức mà cái người, những người của tổ chức phản động thì thường thực hiện trong cái thời gian vừa qua. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.